Xin chào tất cả các bác đang xem video này. Thì tối ngày hôm nay, chiều tối ngày hôm nay thì nhà phát triển của Tizen Brew đã nhà phát triển của Tizen Brew đã phát hành một cái bản cập nhật đã hỗ trợ giọng nói cho cái Tizen Tube cho quảng cáo YouTube trên TV Samsung. Thì cách mà các bác cài đặt thì cũng như là làm lại như bình thường, nên các bác không cần phải gỡ cái app đấy ra cả, các bác cứ cài như bình thường, cài như cập nhật bình thường, nghĩa là cứ cài ấy không cần phải gỡ app ra. Và khi cài xong ấy thì sẽ nhìn thì các bác khi mà muốn vào, khi mà muốn bật kích hoạt lại cái chế độ tìm kiếm bằng giọng nói ấy, thì vào nó sẽ hiện lên như này, thì điều khiển như này, nó có cái press the blue button to access the setting, bấm nút màu xanh là KOA đấy. Cách mà cài cái này thì em sẽ để ở phần mô tả, các bác cứ cài update như là làm lại các cái bước từ y hệt như trong cái video này của em thôi. Nếu mà các bác đã cài sẵn rồi thì app không cần phải cài ra, bởi vì nó sẽ cài đè lên luôn và nó lưu trữ lại dữ liệu như khi mà mình cập nhật, ví dụ như cập nhật APK bình thường thôi. Đây thì bấm vào nút màu xanh là cây và màu xanh dương thì có, thì bấm vào cái user agent setting này. Đây em bấm lại cho bác nhé, đây em bấm lại từ đầu này. Đấy, em sẽ thoát ra, em bấm lại để đầu cho các bác. Đấy, khi mà vào nó sẽ hiện ra như này đúng không? Bấm vào cái nút chữ D. Bấm vào User Agent Setting. Thì bây giờ bác có các lựa chọn này. Thì nếu mà TV của bác mà đời tầm 2016-2017 đến đến cái này là đến tầm đời 2018 2018 2019 thì tóm lại là Tizen 3, thì các bác tự tra được nào nhé. Thì tóm lại là TV của em đời 2018 thì em sẽ chọn cái dòng này. Tizen 6 là đời 2021 trở lên là thì các bạn sẽ chọn cái này. Còn cái đời Tizen 5 là hình như là cái đời 2020 thì phải. Thì cái này các bác cứ chọn thì cứ bấm tiếp cái mũi tên bên phải thì nó sẽ tự động xuống, nó sẽ tự động chuyển xuống dưới các bác. Đấy, cứ bấm cái nút mũi tên bên phải. Đấy thì nó sẽ tự chuyển đấy. Đấy, chỉ hai nút là hoạt động thôi nhá. Hai nút trên dưới nó không hoạt động, cho nên đừng hỏi em tại sao nó không bấm được. Đấy, của em là đời 2018, bấm vào Tizen 3 cộng. Đấy, do you want to set. Đây nó có cảnh báo ấy là note that while this could have positive effect, they could also be negative effect. Thế thì cái positive effect là gì? Thì nó sẽ cho các bác hỗ trợ giọng nói này, có cái phần chapter, kiểu cái phần phân đoạn video, phân cảnh gì đấy, nó có các cái phần mà từ phút thứ mấy đến phút thứ mấy là nó nói về cái gì ấy. Thì nó sẽ hỗ trợ cái đấy với cả cái hình thu nhỏ cái hình thumbnail của video, nó sẽ nét hơn một tí. Nhưng mà cái negative là bác sẽ bị mất cái tính năng sponsor block với cả DRO. Nếu mà ai mà quan tâm cái đấy thì cái này sẽ mất. Cho nên là cân nhắc trước kỹ trước khi sử dụng, mặc dù là cái tính năng sponsor block ở trên đây nó cũng chả hoạt động tốt đâu, nó bị lỗi cái lặp lại video liên tục. Đấy, thế thì các bác bấm OK. Và rồi, đấy nó sẽ thoát ra như này. Bấm nút màu xanh lá cây để quay trở lại này. À, màu xanh dương, mình nhầm, màu xanh dương quay trở lại. Đấy, bấm vào Tizen Tube. Đấy, thì nó có cái thì đấy của em nó đã có cái nút tìm kiếm bằng giọng nói rồi đấy. Đấy, đã có nút tìm kiếm bằng giọng nói này. Tìm kiếm này. Hoặc là giả sử như là tra cái video của Linus Tech Tips chẳng hạn nhé. Cái phần video này có các cái phần phân đoạn chương hay là chapter gì đấy, em cũng chả biết nó nói cái gì. Đây, thỉnh thoảng nó sẽ bị cái lỗi này này. Thì các bác cứ thoát ra nhá. Các bác nút, giữ nút return để thoát ra này. Thỉnh thoảng nó sẽ bị chặn quảng cáo đấy. Thì nó bị như này, em mô tả lỗi hơn cho các bác. Có thể lần đầu khi áp dụng nó sẽ bị lỗi, các bác cứ mở lại cho em. Mở lại từ đầu.
nhiều bác là bị hỏi là cái quảng cáo thì nó bị quảng cáo lại đấy, cách giải quyết là như vậy, nó cứ chập chênh như thế thôi, bấm lại vào, bấm ok lại vào rồi, đừng một tẹo. Đấy, bấm vào tìm kiếm này. Và cài đặt đây. Đấy, cài đặt thì TizenTube nó vẫn hiện như bình thường. Như lúc nãy mà nó mà không ấy thì là do cái cài đặt đấy nó không hiện đâu. Các cái phần skip sponsor đấy, sponsor block với cả DRL khi mà để ở cái chế độ mà bật được giọng nói thì nó sẽ không hoạt động. Đấy. Đấy, video thì nó ấy bình như bình thường. Đấy. Đấy, thế thôi. Đấy, giả sử các cái video khác như thế. Đấy, nó có cái phần phân đoạn đấy đang hoạt động bình thường. Rồi, ok. Rồi, thế thôi. Cảm ơn các bác đã đón xem.